Ok, chúng ta sẽ đấu với đối thủ Hà Lan. Chơi khai cuộc, mình sẽ phòng thủ, chơi phòng thủ Berlin. Bây giờ ở đây là trắng lên hậu. Ok, cứ lên tượng thế nào. Ở đây chúng ta thấy là nếu tượng trắng ăn thì mình sẽ tốt ăn lên, sau đó mã ăn tốt thì hậu sẽ đưa lên D4. Ở đây trắng nhập thành rồi, giữ tốt cái đã, ăn luôn. Chúng ta thấy là tốt trung tâm, đổi chút tốt trung tâm, chúng ta cứ giã thôi, rồi lên tượng để giữ mã cái đã. Lên mã nhập thành rồi đã, lên tượng. Ok, mình sẽ vào xe để chiếm cột nửa mở, lên tốt. Okay, ra xe, vào xe. Đây mình về mã để tránh cho trắng đẩy tốt lên, lên hậu tấn công tốt này, lên tốt đi. Đưa mã lên rồi, lùi tượng về phòng thủ, vào xe. Khó nhỉ. Ở đây nếu mình lên đây thì lên đây đổi tượng, có thể trắng sẽ lùi tượng về, mã sẽ tấn công tốt yếu này. Lên đây đổi mã xem sao. Ấy giờ ghim luôn, lại phải lên tượng. Trước sau mình sẽ phải đuổi tượng, đẩy tốt lên thì mình vẫn đuổi tượng, tượng ăn mã thì hậu ăn lên, còn nó tốt ăn mã thì mình sẽ ăn hậu và xe, xe ăn sang, xe ăn chiếu hết. À đây, lùi hậu về ăn luôn. Chúng ta xem trắng sẽ đánh thế nào. Về hậu. À, muốn ăn vào mã thì phá cấu trúc tốt. Ok, không vấn đề gì. Lên tốt, giữ tốt. Ấy giờ không ăn, lùi tượng về. Về tượng rồi. Lùi mã ra. Đây, tốt lên.
Lùi tượng lùi hậu về thôi. Ok, mình sẽ chiếu bắt xe. Vào hậu đuổi xe. Rồi. Tốt ăn mình sẽ đổi hậu. À không, vào xe chứ. À không, vào xe đấy không được nhỉ. Ăn rồi. Chạy xe rồi đã. Chúng ta xem sáng sẽ có ăn không. Nước đơn giản nhất đó là tốt, ăn tốt. Mình sẽ lấy hậu sẵn sàng. Còn đâu tượng ăn tốt thì sẽ chạy xe ra A8. Bắt lại con tốt ở A2. Tốt ăn đấy. Đổi hậu luôn nhỉ. Mình đổi hậu xe ăn sang. Xen lên vào xe thì xe có thể chiếu bắt chiếu phong hậu không được thế phải ăn thôi. Tượng nếu chiếu xiên đôi thì mình sẽ chiếu đây, bắt buộc phải chiếu đây thôi, sau đó mình sẽ lắp xe vào. Ấy giờ rồi nước bẫy tượng, nước sau mình sẽ lấy xe ăn tượng. À ra thế được đấy. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tốt hàng thứ bảy lên tốt này. Cờ này khó đấy. Lên vua. Nước sau mình sẽ đẩy tốt. Đấy giờ lên trước rồi. Lên vua, ok. Mình sẽ ăn tốt này. À, trắng lại mang vua sang đây. Ăn tốt này, ok, chơi được. Xe ở đây mình vẫn giữ được tốt này, chịu thua luôn. Ok. Tuyệt vời. Hôm qua uống rượu say quá, giọng hôm nay hơi khàn khàn. Anh em thông cảm. Nhưng mà mình vẫn có chiến thắng. Và đó chính là lý do mà anh em nên like và đăng ký kênh. Cuối cùng là chào các bạn.